Và như bạn thấy, sau khi mình bật cái tính năng máy chiếu lại lên đấy, thì nó sẽ chiếu tất cả những nội dung hình ảnh chiếu ở trên màn hình lên máy chiếu, lên tường như này. Đấy, thấy không? Với những em nào mà chúng ta thích xem Netflix, thích xem YouTube ấy, thì đây là một cái món quà luôn. Khi bạn có thể xem những nội dung liên quan phần Euro cũng được luôn. Đấy, HDR các kiểu nào đéo luôn này. Một cái tính năng cực kỳ hay của app điện thoại mình đang có đây. Và tên chính xác của cái mẫu máy này đó chính là Inus 8849 Tank 3S. Và bạn thấy không, nó có thể chiếu lên một cái diện tích rất là to như thế này. Máy đứng một bức tường và cái diện tích chiếu của mình nó sẽ rơi có khoảng là 100 inch đấy, hơn 100 inch luôn. Thực sự rất là to, dành cho những cái môi trường chúng ta đi team building tuyệt vời luôn. Và như bạn đã thấy ở đầu video nhá, cái chiếc điện thoại mình đang có trên tay đấy, ngoài cái tính năng đó chính là siêu bền giá, em này sẽ còn một điều thú vị nữa, đó chính là việc nó tích hợp luôn một chiếc máy chiếu đây. Có thể chiếu những bộ phim ở trên Netflix, ở trên YouTube lên tường, chúng ta xem cách ok. Và tên chính xác của em này đó chính là Unihut 8849 Tank 3S nhá, một cái sản phẩm rút gọn của chiếc Tank 3 Pro. Hôm nay mình chia sẻ kia với bạn về em điện thoại, nói chung là cực kỳ thú vị này. Viên pin lên đến 15.600 mAh và mình đã dùng hơn 20 tiếng vẫn chưa hết pin, 20 tiếng off screen các bạn nhá. Có chi tiết chúng ta cùng đón xem trong video ngày hôm nay. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay, em Unihut 8849 Tank 3S nhá. Nếu bạn chưa biết ý, thì em này sẽ là phiên bản rút gọn của em, đó chính là Tank 3 Pro. Đấy, Tank 3 Pro thì pin của nó sẽ trâu hơn, có tầm 23.000 mAh. Còn em này ý, pin của nó sẽ chỉ là 15.600 mà thôi. Nhưng về cơ bản, đây là một chiếc điện thoại tương đối là to, nặng và siêu bền nhá. Nhưng nó đáp ứng cực kỳ nhiều nhu cầu luôn. Từ việc các bạn chơi game cũng được, các bạn dùng cho nhu cầu camping cũng được. Hay là các bạn dùng ở nhà, chúng ta cầm chiếc điện thoại pin trâu cũng ok luôn. Và bây giờ thì mình sẽ nói qua phần thiết kế của mẫu máy này. Và như bạn thấy, đây là phần mặt lưng của em, đó chính là Tank 3S này. Và chúng ta sẽ có hai phần đèn LED cực kỳ lớn đây, dành cho nhu cầu đó chính là camping nhá. Các bạn có thể dùng em này để chiếu đèn cũng ok luôn. Hoặc nếu mà trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta có thể bật đèn này lên để cho nhu cầu SOS, thì nó cũng sẽ nhấp nháy nháy để cho chúng ta đánh dấu vị trí của mình. Ngoài ra ở phía sau ấy, các bạn cũng sẽ có thêm cái phần cụm camera tích hợp hồng ngoại đây, chụp trong điều kiện ban đêm cũng ok luôn nhá. Em này ấy, phần mặt lưng của nó sẽ có những chi tiết bằng nhựa này, sẽ có những chi tiết bằng kim loại dùng để gia cố. Hay là ở phía góc đây các bạn sẽ có những chi tiết bằng nhựa cứng nhá. Nó sẽ được có những con ốc ở đây dùng để gia cố. Nói chung thiết kế này là một thiết kế siêu bền luôn. Và dĩ nhiên em này cũng sẽ có những tiêu chuẩn, ví dụ như IP68 chẳng hạn, các bạn chẳng may gặp mưa cũng không xi nhê. Còn nói sơ qua phần mức giá ấy, thì khi mình check ở bên AliExpress, cụ thể là bên thị trường Mỹ ấy, mức giá của nó sẽ là 22.777.000. Tất nhiên mức giá này sẽ chưa phải mức giá chính thức cuối cùng. Cụ thể chúng ta có thể săn sale, mức giá của nó sẽ rẻ hơn các bạn ạ. Và đây chỉ là mức giá nói chung là khi mà chúng ta chưa săn sale thôi. Bạn nào quan tâm, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo. Nhưng như bạn thấy cái thiết kế to như này, em này cũng sẽ tương đối nặng nhá. Các bạn thấy không? Đó chính là bề dày em này, nó sẽ hơn cả một ngón tay của mình luôn. Cụ thể nó sẽ hơn cả một ngón cái. Và trọng lượng này nó sẽ trên 500g, mình đã cân rồi. Mình đặt lên cái cân của mình cỡ tầm 500g max thì em này sẽ báo over luôn các bạn ạ. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có những cái phím chức năng nhất định mà tí nữa mình sẽ chia sẻ sau. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với điểm nổi bật nhất của nó, đó chính là phần phía cạnh trên. Và như bạn thấy ở phía cạnh trên các bạn sẽ có nguyên một chiếc đèn chiếu đây nhá, chính xác là một chiếc máy chiếu luôn. Còn thông số kỹ thuật tí nữa mình sẽ nói sau, nhưng cơ bản nó sẽ chiếu như được ở đầu video vậy. Ngoài ra ở phía cạnh bên của nó ấy, sẽ có thêm một cái, đó chính là cảm biến hồng ngoại, dùng để các bạn bật tắt tivi, điều hòa, nói chung cái gì có thể điều khiển bằng hồng ngoại em này điều khiển được tuốt. Còn ở phía cạnh home thì ở đây các bạn sẽ có những phím, ví dụ tăng giảm lượng này, khay sim, các bạn có thể tháo ra mà không cần quay đọc sim luôn. Tiếp theo đó chính là những phím key mà chúng ta có thể gắn các phím chức năng vào đây. Ở trong phần cài đặt sẽ có những cái tính năng cho bạn cài đặt những phím này. Tiếp theo đó chính là bạn hỏi cái con lăn này dùng để làm gì, thì mục đích chính của nó đó chính là điều khiển để lấy nét cho cái phần đó chính là máy chiếu các bạn ạ. Còn ở phía cạnh phải nha, các bạn sẽ có phím nguồn cũng như là một khe để có thể hút gió tản nhiệt cho cái phần máy chiếu bên trong. Các bạn biết rồi ấy, máy chiếu ấy thì bắt buộc phải có những cái khe tản nhiệt thì nó có thể dùng lâu dài được, và em này dĩ nhiên nó phải có. Ấy vậy mà họ vẫn làm được tính năng kháng nước IP68, công nhận là tài. Còn ở phía cạnh dưới ấy, chúng ta sẽ có cổng sạc đây, được che đậy bằng những cái nắp như này để hạn chế nước vào. Và chúng ta sẽ có cổng sạc Type-C cũng như là một cái jack 3.5mm, các bạn vẫn sẽ có dùng được ở đây. Còn bây giờ là về phần màn hình của em, đó chính là Unihut 8849 Tank 3S này nhá, các bạn thấy không? Kích thước ở đây sẽ là 6,79 inch, tương đối to rồi. Tiếp theo các bạn sẽ có tần số quét tối đa 120Hz, hỗ trợ những cái như HDR10, HLR, HDR10+.
cũng như là việc em này sẽ có mật độ điểm ảnh đó chính là 398 ppi. Cơ bản đây là một cái màn hình IPS LCD các bạn nhá. Và khi mà chúng ta nhìn vào những cái phần ví dụ màu đen chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy xung quanh nó sẽ hơi bị tím một tí, nhưng cơ bản đây mình thấy rằng nó ok rồi. Bởi vì sao? Bởi vì những cái mẫu máy như này mình nghĩ rằng dùng màn hình IPS LCD nó sẽ ok hơn là màn hình AMOLED. Bởi vì AMOLED chẳng may rơi ấy, nó sẽ bị chảy bực, chi phí thay thế nó sẽ tương đối cao. Còn màn hình IPS như này thì độ bền của nó sẽ cao hơn. À quên mất không nói các bạn một điều, đó chiếc em này sử dụng màn hình IPS LCD, thành ra cái phím nguồn vị trí ở đấy nó sẽ đóng vai trò luôn là cái cảm biến vân tay để bạn có thể mở khóa máy cũng như là thực hiện những cái giao dịch ngân hàng chẳng hạn. Còn ở trong phần cài đặt cụ thể các bạn muốn tùy chỉnh tần số quét màn hình thì chúng ta sẽ có những option ví dụ 60, 90, 120 hay là auto select, cái này là tùy theo nhu cầu của bạn nhé. Nhưng nếu mà chúng ta để những cái tần số quét thấp hơn ấy, cụ thể là 60 ấy, thì pin của nó dĩ nhiên cũng sẽ trâu hơn, bởi vì đây không phải là một cái màn hình hỗ trợ LTPO, thành ra cứ để 60 ấy, thì pin của nó sẽ tốt hơn nếu mà so sánh ở 120. Còn bây giờ thì mình sẽ nói sơ qua một số tính năng nâng cao này. Cụ thể ở đây các bạn sẽ có phần đó là điều khiển điều hòa nhá. Các bạn sẽ có rất nhiều những brand ở đây. Cụ thể mình có thêm một cái điều khiển điều hòa nhà này. Chúng ta bấm vào phần dấu cộng sẽ có một loạt những option ví dụ TV, sau đó là T-Box này, vệ tinh này, máy lạnh, máy chiếu, sau đó là những cái liên quan phần đó chính là máy điều hòa không khí. Cơ bản rất rất là nhiều luôn. Nếu mà so sánh với một số sản phẩm trước đây mình đã từng làm nhá, ví dụ như kiểu là mấy em Xiaomi hay là mấy em Techno ấy, thì em này nó còn nhiều hơn. Thậm chí nó còn điều khiển cả rèm này, sau đó điều khiển cả smart toilet luôn. Đây là một cái mình cực kỳ ngạc nhiên luôn các bạn ạ. Khi mà thậm chí điện thoại bây giờ chúng ta điều khiển được cả toilet, ảo và Lazada thực sự. Và khi bạn điều khiển một thiết bị bất kỳ nha, nó sẽ có một cái giao diện như này để bạn có thể lựa chọn chế độ này. Cá nhân mình giá những cái giao diện này nhìn nó tương đối trực quan. Và một trong những điều rất hay ho của em này đó chính là trong cái phần toolbox ấy, các bạn sẽ có rất rất là nhiều những cái để hỗ trợ việc chúng ta camping, chúng ta tập luyện hay là những cái hay ho khác nhá. Ví dụ ở đây các bạn sẽ có phần đó là chụp ảnh dưới nước này. Đấy, một cái tính năng nó sẽ tách biệt ra riêng luôn, hỗ trợ cho việc chụp ảnh quay video dưới nước, hay là một cái phần nữa. Đấy, mình vuốt lại. À, trong trường hợp này chúng ta bắt buộc phải thao tác bằng cái phím cứng. Đấy, ok luôn. Hay là một cái phần nữa đó chính là camping lamp. Và đây cũng là phần mà giúp bạn tận dụng tối đa cái đèn ở phía sau lưng nhá. Lưu ý, đó chính là những cái đèn này nó rất rất là sáng, vậy nên bạn không chiếu trực tiếp mắt. Bởi vì chiếu trực tiếp mắt ấy có thể gây hiện tượng đó chính là choáng luôn, cũng như là mù tạm thời. Đấy, mình lưu ý các bạn nhấn mạnh là yếu tố đó. Cụ thể đây, các bạn sẽ có phần đó chính là lựa chọn theo độ sáng, gồm có full này, sau đó là một nửa. Đây, nó sẽ bật những cái đèn đây, các bạn thấy không? Đấy, hai cái đèn. Và nếu mà chúng ta bật full nhá, thực sự nó sáng. Và nếu bạn nhìn vào ấy, sẽ bị hiện tượng đó chính là chúng ta bị lóa tạm thời luôn. Cái mình nhấn mạnh rất rõ rồi các bạn ạ. Họ cũng sẽ có luôn một cái dòng ở đây, đó chính là đừng có chiếu mắt. Đấy, cơ bản những cái đèn này mình thấy rằng khá là hay ho, phù hợp với điều kiện đó chính là chúng ta du lịch ngoài trời, chúng ta trải nghiệm ngoài trời, hay là các bạn đi như kiểu là chúng ta đi vào hang động chẳng hạn thì ok luôn. Đây cũng sẽ có một số cái khá hay nữa, ví dụ trình mô phỏng ở đây chẳng hạn. Cái này mô phỏng đó chính là trường hợp các bạn muốn dùng cái này như kiểu chúng ta đi ngoài trời, chúng ta gặp như kiểu tai nạn, các bạn tai nạn xe chẳng hạn, thì bạn có thể bật cái lên. Nó sẽ có những cái ví dụ cứu thương này, sau đó là cứu hỏa này, báo trộm các thứ vân vân đều được luôn khi mình bật lên nhá. Đấy, các bạn cứ hiểu nôm na khả năng hoạt động của nó sẽ như vậy. Nó sẽ liên tục báo những cái đèn đỏ, sau đó xanh vân vân, tùy theo tùy trường hợp mà chúng ta lựa chọn ở đây. Tất nhiên là sẽ còn rất nhiều những chế độ khác, ví dụ các bạn có thể đo thăng bằng này, sau đó là chúng ta đo những cái liên quan phần tốc độ cũng sẽ làm được luôn nhá. Cái này là một cái mình nghĩ rằng dành cho những em nào đi phượt. Còn bây giờ thì mình sẽ nói việc đó chính là các bạn sẽ tùy biến như nào với tính năng projector hay chính là tính năng máy chiếu ấy. Khi bạn bật lên nhá, thao tác rất đơn giản luôn và nó sẽ chiếu trực tiếp vào lên này. Các bạn thấy không? Nó sẽ mất một chút thời gian để căn chỉnh nhá. Và chúng ta khi mà mình giơ tay lên, các bạn thấy rằng nó sẽ chiếu trực tiếp lên tay mình như này. Đấy. Những nội dung như này có thể căn chỉnh được. Đây là một cái mình rất rất là hay ho luôn. Và nó sẽ stream trực tiếp những cái màn hình bạn chiếu những cái gì thì nó sẽ chiếu tất cả lên máy chiếu. Ví dụ bây giờ mình mở một cái giao diện camera chẳng hạn. Đây, mình mở giao diện camera nhá. Thì ở tay mình nó cũng sẽ là cái giao diện camera luôn. Đây là một điểm mình rất hay ho. Các bạn làm gì trên màn hình thì mọi người cũng sẽ nhìn thấy luôn. Ví dụ chúng ta muốn chia sẻ, chúng ta muốn xem phim hay là chúng ta muốn xem Netflix ấy, thì nó cũng sẽ chiếu được lên. Bạn thấy không? Xem Netflix. Bây giờ thì mình sẽ demo bạn một cái màn xem Netflix để cho chúng ta dễ dàng hình dung nhá. Còn khi bạn muốn tắt đi, rất đơn giản thôi, bấm vào đây, thế là xong. Mọi thứ sẽ tắt đi một cách nhanh chóng và nó sẽ mất một thời gian để chúng ta có thể shut down cái máy chiếu này. Và nói kỹ hơn về cái máy chiếu này nhá, theo nhà xuất công bố chúng ta sẽ có độ sáng đó chính là 100 ansilumen, cũng như tần số quét lên đến 120Hz và dùng bóng đó chính là DLP projector. Vậy còn phần cấu hình thì sao? Chắc chắn nhiều bạn nghĩ những em máy như này cấu hình của nó không quá khỏe nhá. Nhưng các bạn đã sai, bởi vì em này cấu hình của nó cực kỳ là khỏe luôn. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có chip đó chính là Dimensity 8200
Và rõ ràng với con Dimension City 8200 như này, thậm chí các bạn chơi những tựa game nhiều Genshin Impact chúng ta cũng sẽ chơi được luôn. Và RAM đấy cũng rất là nhiều nhá. Cụ thể cái phiên bản mình đang có đây lên 16GB RAM, cũng như là bộ trong 512GB. Và cấu hình này thoải mái để bạn sử dụng trong các hoạt động là 3 chuyến 4 năm nữa là đều bình thường luôn. Còn nếu bạn thích ý, em này cũng sẽ hỗ trợ khay cắm thẻ nhớ lên đến 1TB luôn, thoải mái bạn lưu trữ. Khi mà chúng ta có thể lưu trữ bên trong, lưu trữ bên ngoài thẻ nhớ đều được luôn. Em này thì như bạn thấy cái giao diện của nó tương đối là thuần Google nhá, không tùy biến quá nhiều, có chăng sẽ chỉ thêm một vài tính năng. Và ở cái phần mặt trước giao diện màn hình chính ấy thì chúng ta cũng sẽ có phần đó chính là màn hình chiếu đây. Các bấm vào đây nó sẽ lập tức khởi động cái tính năng máy chiếu nhá. Cơ bản là như vậy. Nói chung là chúng ta sẽ có nhiều cách bật khác nhau. Còn về camera nhá thì ở đây chúng ta sẽ tổng cộng 3 ống kính, trong đó ống kính chính với độ phân giải 50 pixel. Tiếp theo các bạn sẽ có một cái camera nhìn đêm với độ phân giải là 64 pixel. Và cái phần camera nhìn đêm này nhá, các bạn sẽ có riêng một chế độ đó chính là IR. Và chế độ này sẽ giúp ta nhìn trong điều kiện thiếu sáng, tất cả mọi thứ nó sẽ chuyển về màu đen trắng, nhưng cơ bản các bạn sẽ nhìn rõ hơn, ví dụ chúng ta quan sát động vật buổi tối chẳng hạn thì nó sẽ ok. Còn em này tất nhiên các bạn cũng sẽ có camera selfie. Đấy, camera selfie có độ phân giải lên 50 megapixel theo nhà sản xuất công bố. Và khả năng quay video em này có thể tối đa lên độ phân giải đó chính là 4K nhá, chứ không bị giới hạn ở độ phân giải Full HD như một số em khác. Cuối cùng đó chính là về viên pin nhá, thì bạn thấy không, em này sẽ có dung lượng đó chính là 15.600 mAh. Về cơ bản với dung lượng 15.600 mAh như này ấy, có thể dùng thời gian rất là lâu luôn. Cụ thể mình sẽ cho bạn xem, đây là cái thời gian on screen đính đến thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa dùng hết em nó. Và nó đã on screen tổng cộng là 22 tiếng 38 phút. Trong video đánh giá chi tiết ngày hôm sau thì mình sẽ cho bạn biết thời gian on screen chính xác này khi mà dùng hết kiệt là bao nhiêu nhá. Còn ở đây ấy, thì chúng ta sẽ có thêm một vài cái khác. Ví dụ em này sạc nhanh của nó sẽ sạc PD 66W, sạc cũng rất là nhanh luôn. Hôm trước thì mình test thử ấy, sạc chưa đến 2 tiếng đã đầy rồi. Còn ở trong phần cài đặt ấy thì chúng ta cũng sẽ có thêm một số sự tùy biến nhá. Ví dụ các tính năng thông minh ở đây chẳng hạn. Ví dụ này, các bạn muốn đó chính là mở rộng thêm RAM, em này có thể mở rộng thêm tối đa 16GB RAM này. Hay là chúng ta sẽ có thêm một số phần, ví dụ ghi âm của gọi cũng sẽ có là phần tính năng thông minh luôn. Hay là một cái vài cái liên quan phần cảm biến vân tay khác. Còn ở đây nếu bạn muốn tùy chọn những cái shortcut ấy thì chúng ta sẽ có, ví dụ phim số 1 này, phim số 2 đều là những cái mà các bạn có thể tùy chỉnh được. Chúng ta có thể tùy chỉnh những cái, ví dụ mở một app nhất định này, chúng ta có thể bấm vào đây để cài đặt. Đấy, các bạn thấy không? Mở một tab này, sau mở tùy chọn. Nói chung là rất là nhiều luôn. Thậm chí shortcut tắt màn hình cũng sẽ có luôn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về một chiếc điện thoại này. Một chiếc điện thoại rất là thú vị luôn. Khi mà đây chúng ta dùng cho camping cũng được, các bạn sẽ có những phần đèn LED rất là to nhá. Chúng ta dùng có thể SOS, chúng ta dùng có thể chiếu sáng khi bạn sử dụng. Hoặc là đôi lúc chúng ta dùng để chiếu lên tường dành cho trẻ con xem TV. Hay là bạn muốn trình chiếu một cái gì đó cho bạn bè cũng ok luôn. Và cá nhân đánh giá em này rõ ràng rồi, là một cái mẫu máy thiết kế nó to nặng, thế nên là trọng lượng sẽ là một cái điểm yếu của nó. Nhưng bù lại tính năng phải nói là cực kỳ thú vị luôn. Khi bạn có thể dùng làm một chiếc sạc dự phòng cho em khác cũng được luôn. Đây có thể coi là một sản phẩm nó phù hợp với những bạn nào mang đi nhu cầu đi camping, hay là chúng ta làm việc trong môi trường khắc nghiệt ấy, thì đây sẽ là sản phẩm rất ok luôn. Các bạn nghĩ sao về em Unihut 8849 Tank 3S này thì hãy để lại cái bên dưới. Và nếu bạn nào mua ấy, link mình cũng sẽ để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo nhá. Nói chung với em này thời điểm hiện tại ai bảo nó yếu nữa, khi mà ở đây các bạn sẽ có chip đó chính là Dimensity 8200 GB. Và hôm sau thì mình sẽ có nguyên một cái video đánh giá chi tiết của em này nhá. Thời gian sống pin của nó là bao nhiêu, các bạn hãy cùng nó xem nhá. Còn bây giờ xin chào các bạn trong các video sau. Nhấn like và subscribe Hồng Khôi Ngọc để mình mang đến nhiều cái mẫu máy hay và độc lạ hơn cho các bạn. Bye bye.